Thưa quý vị, Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14 của Triều Tiên đã nhất trí thông qua việc sửa đổi hiến pháp sau 2 ngày làm việc, đưa vĩnh viễn chính sách vũ khí hạt nhân vào luật cơ bản của nước này. Triều Tiên đã đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào hiến pháp nước này và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí hạt nhân để bảo vệ quyền sinh tồn và phát triển đất nước, ngăn chặn chiến tranh, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14 của Triều Tiên đã nhất trí thông qua việc sửa đổi hiến pháp sau 2 ngày làm việc, đưa vĩnh viễn chính sách vũ khí hạt nhân vào luật cơ bản của nước này. Đây là động thái tiếp theo sau khi Hội nghị Nhân dân tối cao Pháp chế hóa chính sách vũ khí hạt nhân vào tháng 9 năm ngoái. Một kẻ đánh bom tự sát kích nổ tại sự kiện kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri Mohammed ở Balochistan, Tây Nam Pakistan hôm nay khiến ít nhất 52 người thiệt mạng. Ít nhất 52 người thiệt mạng và 58 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại Balochistan, Pakistan hôm nay. Giới chức y tế địa phương cho biết số nạn nhân qua đời có thể tăng lên vì nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ đánh bom xảy ra khi một đám rước hàng trăm người vừa bước ra khỏi nhà thờ Madina và đi trên đường. Quả bom được kích nổ gần xe của một phó giám đốc cảnh sát, quan chức này đã thiệt mạng. Chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Giới chức Pakistan phát thông báo khẩn kêu gọi người dân hiến máu. Nước này sẽ để quốc tang 3 ngày. Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố sẽ triệu tập người đứng đầu quân đội và cảnh sát để thảo luận về việc ngăn chặn bạo lực băng đảng sau làn sóng tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trong tháng 9 này. Thủ tướng Thụy Điển Kristersson thừa nhận Thụy Điển chưa bao giờ chứng kiến tình trạng bạo lực băng đảng tồi tệ như hiện nay. Do đó, ông quyết định điều động lực lượng vũ trang và hỗ trợ cảnh sát trong đấu tranh chống lại các băng nhóm. Ông Ulf Kristersson cũng chỉ ra rằng điều này một phần do các chính sách nhập cư thất bại của các chính phủ trước đây, khiến nước này phải tiếp nhận hơn 800.000 người nhập cư, chủ yếu là người Trung Đông và Bắc Phi, trong giai đoạn 2015-2022. Việc huy động quân đội tham gia chống tội phạm là bước đi hết sức bất thường đối với Thụy Điển, chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của bạo lực băng đảng vốn đã cướp đi sinh mạng của 11 người trong vòng một tháng ở quốc gia Bắc Âu. Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả nước thải phóng xạ thứ hai từ nhà máy Fukushima ra biển tuần sau, cam kết cẩn trọng tối đa khi thực hiện. Công ty điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho biết, quá trình kiểm tra sau đợt xả thải đầu tiên đã hoàn tất, nồng độ tritium trong nước biển quanh khu vực xả thải là an toàn. Đợt xả thải thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 10. Trong đợt xả thứ hai, TEPCO dự kiến đưa khoảng 7.800 tấn nước thải phóng xạ ra biển trong vòng 17 ngày. Công ty đã đánh giá cơ sở vật chất cùng kết quả kiểm tra sau đợt xả thải đầu tiên và không phát hiện vấn đề hay lý do nào để thay đổi kế hoạch. Tuần lễ vàng 8 ngày kết hợp giữa Trung Thu và Quốc khánh của Trung Quốc là dịp để người dân đi du lịch, nhưng nhiều người quyết định không ra nước ngoài khi kinh tế khó khăn. Tuần lễ vàng, kỳ nghỉ lễ dài nhất của Trung Quốc, kết hợp giữa Trung Thu và Quốc khánh, bắt đầu từ ngày 29 tháng 9 và kéo dài tới ngày 6 tháng 10. Trước đây, tầng lớp trung lưu Trung Quốc thường ồ ạt đi nghỉ lễ ở nước ngoài, trong khi người lao động, công nhân nhà máy cũng đổ ra ga tàu, bến xe về quê. Nhưng năm nay, số người Trung Quốc chọn ở nhà, du lịch nội địa trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng cao chưa từng có, trong bối cảnh người dân thắt chặt chi tiêu vì kinh tế suy giảm. Các doanh nghiệp du lịch cho hay, thị trường du lịch nước ngoài chỉ bằng 60% so với trước dịch. Chi phí tốn kém được cho là nguyên nhân chính, bởi giá trung bình cho các chuyến du lịch nhóm từ Trung Quốc ra nước ngoài đã cao hơn 30% so với trước đại dịch. Trong nhiều thập kỷ, Eagle Pass, thành phố với gần 30.000 dân ở bang Texas, nước Mỹ, đã là một trong những điểm nóng biên giới mà người di cư đổ đến để tìm kiếm giấc mơ Mỹ. Tại đây, những hành trình nguy hiểm vẫn diễn ra hàng ngày, làm tăng thêm sức nóng của cuộc khủng hoảng di cư. Những tuần gần đây, một lượng lớn người di cư đã vượt biên từ các bang của Mexico vào Mỹ, gây sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mặt trời vừa ló dạng trên Eagle Pass, thành phố nằm trên biên giới Mexico-Mỹ. Khung cảnh có vẻ yên bình. Thế nhưng, dưới dòng sông Rio Grande là cả một cuộc chiến sinh tồn. Kỹ năng vượt dòng nước xiết chỉ đơn giản là nắm tay nhau. Những người biết bơi hoặc may mắn sẽ vượt sông thành công. Thế nhưng, bên kia bờ sông Rio Grande là một thử thách khác mà người di cư phải đối mặt. Những cuộn dây thép gai không thể tháo rời, biện pháp mới nhất của chính quyền bang Texas nhằm ngăn chặn dòng người di cư.
Chúng tôi có con nhỏ, nhưng chúng tôi không có thức ăn, không có nước uống. Chúng tôi chỉ muốn vượt qua thôi. Những cảnh tượng thót tim xảy ra hàng ngày ở biên giới phía nam nước Mỹ, nơi hàng ngàn người vượt biên mỗi ngày để tìm kiếm giấc mơ Mỹ của riêng họ, bất chấp những nguy hiểm đối với bản thân. Giữa cái nóng sấp xỉ 38 độ C, để tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn, lực lượng biên phòng Mỹ cuối cùng đã phải cắt dây thép gai để những người di cư đi qua. Đây là ví dụ điển hình về những gì chúng ta đang chứng kiến ở biên giới phía tây nam nước Mỹ hiện nay. Đây là một điểm nóng về di cư, nhưng những gì diễn ra chỉ là một ngày bình thường ở biên giới. Người di cư sau đó được đưa đến trung tâm tạm giữ, rồi bị hồi hương hoặc chờ đợi một thời gian dài để được xem xét giấy tờ. Kết thúc năm tài chính 2023 vào ngày 30 tháng 9, Mỹ ghi nhận con số kỷ lục 2,2 triệu người bị chặn lại ở biên giới phía Nam, cho thấy thách thức to lớn mà chính phủ Mỹ phải đối mặt trong việc giải quyết vấn đề nhập cư. Không chỉ biên giới phía Nam nước Mỹ phải đối mặt với tình trạng quá tải người di cư, tình cảnh tương tự cũng đang xảy ra ở biên giới phía Nam Mexico. Chính phủ Mexico đã dựng các trại tạm trú để hỗ trợ những người xin tị nạn và ngăn chặn tình trạng bạo lực. Chúng tôi thực sự cần nhiều xe buýt hơn ngay lập tức để chúng tôi có thể đi đến các điểm đích của mình ở biên giới với Mỹ. Tôi biết ơn vì nhiều thứ mà giới chức Mexico đã hỗ trợ chúng tôi ở đây như nhà vệ sinh, nhưng quả thật nó rất nhỏ, trong khi lượng người đổ về đây ngày một đông. Vệ binh quốc gia Mỹ ở Texas không muốn cho chúng tôi vượt qua biên giới, họ thậm chí không để chúng tôi đi lấy những chiếc túi bị mắc kẹt ở bờ sông. Họ nói nếu chúng tôi vượt qua biên giới Mexico-Mỹ, họ sẽ trục xuất tất cả chúng tôi. Thảo luận vấn đề này với các quan chức Mỹ vào cuối tuần qua, Mexico cho biết hai bên đã nhất trí các biện pháp giải quyết dòng người di cư, trong đó có những biện pháp nhằm giảm bớt áp lực ở địa phương biên giới phía Bắc của Mexico với Mỹ. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết nước này cũng sẽ gặp các ngoại trưởng từ khắp châu Mỹ Latin để giải quyết vấn đề di cư trong bối cảnh số lượng người bị ách tắc ở biên giới phía Nam Mexico tăng kỷ lục.